Từ ngày rã mà tới chừng mà nó chết về đây mới tận mới thấy mặt nó mới tắm nữa mới thấy mặt thương nhớ cháu mà không có gặp con. Bố xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Hiện tại bố đang đứng ở Ba Tri, Bến Tre. Bố đang tới thăm gia đình của nhà bà ngoại mà sinh ba cả nhà. Cái này thực chất là sinh hai nhưng mà có một người con cũng sinh con trong khoảng thời gian đó xong rồi mất đi. Thì để là một đứa con thành ra y như là sinh ba cả nhà. Đó, bây giờ thì bố mời cả nhà cùng với bố đi vào trong để thăm gia đình nha. Đây là bà nội nè. Dạ con chào ba. Dạ. Dạ. Bà là mẹ của anh Thu ha. Dạ mẹ. Dạ là bà nội ha. Là bà nội của cháu nội. Dạ. Thì bà nội nhà mình là nhà đây đúng không bà nội? Nhà này mà con Út nó chết rồi giờ ở dâu cũng khó khăn nữa. Vậy hả? Dạ. Rồi cũng nhờ mấy đứa gái cái chú nó cho anh ai về tâm với nhờ ta sang thẻ cho gạo đồ ăn chứ. Dạ. Là bà nội hiện tại đang ở dưới lại con dâu Út ha. Dâu Út. Dạ. Cũng như cái con nhà. Bé này là con bé của anh Thu phải không? Bé con Thu. À, ở gần giữ xin phụ chào nó con. Phụ tự nó. Ông bà. Dễ thương ghê không? Con là con gái nha, con đeo khuyên tai nha. Mẹ con sinh đôi. Chị của con thì mới mất đi để lại cháu nữa. Gần bằng tuổi con. À, và hơn tháng rưỡi phải không bà? Năm gần 6 tháng nay nữa ngồi. Không, ý nói là con của bé Trinh á là lớn hơn hai đứa này mà. Con bé Trinh nhỏ hơn nhỏ nửa hơn. Tháng. À, nhỏ hơn hả? À? Nhỏ hơn nửa tháng. Con này tháng. 6 tháng, con kia 5 tháng. Dạ. Yeah. Nhưng mà là con trai. Trai. Còn em đây là con gái. Này con Thu gái. Thế là bây giờ cứ ba đứa trẻ luôn, người này người kia ẩm ha. Ừ, phụ mẹ nó chứ người mẹ nó không được bình thường, ở nhà nó cũng không có dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tí em chào chị. Dạ, phụ. Em chào chị. Phụ con đó. Vậy hả? Ừ. Chứ bây giờ mà cha nó nghèo là phải ấy lăn lóc qua ngày phụ nó chứ. Chị. Sao vậy? Đi ra chú. Sao đòi mẹ khóc hả? Chú nói chuyện. Đòi mẹ khóc hả? Em ấy dễ thương không bà? Thấy quay tim nói chuyện với bà nội khóc hả? À, em chào chị. Dạ, em chào. Anh Thu đi làm hả chị? Dạ, ông đi làm. Dạ. À, bữa nay là anh đi làm ở đâu vậy chị? Ở ngoài Bãi Ngao, tiệm tôm gì vậy sao? Là đi làm tôm hả? Dạ không, có đi bằng hồ á. Đi bằng hồ mà tôi ở ngoài ngoài đó đó. Dạ. Giờ sáng đi trưa mới về. Mà mình cứ đi làm với cái đội đó ha. Dạ. Rồi người ta đi ở đâu, người ta xây ở đâu thì mình đi theo ở đó. Dạ đúng rồi, cũng như thầu đi đâu mình theo đó. Xa lắm. Dạ, vậy là phụ mà phụ chuyên nghiệp luôn hả? Dạ, cũng đi theo đội vậy đó. Dạ. Mà sáng đi trưa về liền hồi về liền chịu cũng như một ngày. Ủa vậy là gần đây hả chị? Dạ không, khác xa khác xã xa. Nhưng mà sáng đi trưa về. Dạ sáng đi trưa về. Trưa đi chiều về. Dạ tối đi chiều về. Là công việc nó liên tục không chị? Cũng như liên tục nhưng mà cũng có thời gian nghỉ. Cũng như bằng hết liền nghỉ, liền kiếm thầu khác. Dạ. Thế còn bây giờ cái bé Nguyên mà 15 tuổi đó. Dạ. Là nó có đi làm gì không hay là ở nhà trông em với mẹ? Cũng như nó trông em thời gian biết ngồi là nó sẽ đi mằng chứ đâu có ở nhà gì dữ. Dạ. Cũng như giờ nó nói còn chung để mấy đứa này nó cứng cứng chút dạ, đã cứng ha. Cứng chút vậy. Chứ ở mình ở nhà có mình mà giữ ba đứa giữ đâu xiết. Bây giờ mà mốt đứa con kia nó đi học nữa rồi. Ủa còn mấy đứa nhỏ kia còn đi học nữa. Dạ còn đi học. Không giữ được mình. Mẹ ở nhà giữ ba đứa, ba giữ, đứa không giữ không nổi xiết, dạ. Mấy còn như bà nội đây thì cũng giữ phần nào ấy thôi chứ đâu có giữ được nhiều đâu. Dạ. Đâu có đủ được, dạ. Chút đỉnh thôi chứ đâu có bà má đâu có xiết, có cũng mình cũng em, dạ. 90 tuổi rồi mà mai mạnh giỏi đó chú. Bà nội 90 tuổi rồi hả? 89 rồi. 89 rồi hả? Trời ơi, vậy mà con thấy bà nội khỏe, con cứ tưởng bà nội cỡ 70 chứ. Cũng như cha này nghèo, nó không phụ sự gì được, thì có thằng Tây Út nó nuôi mà nó chết đó. Bác sĩ chích phạm thuốc á, vì nó chết rồi giờ sống con dâu cũng vất vả lắm. Dạ thì nói chứ ở quê mình ai cũng khổ bà nè. Cái nhà là chỉ nhà thờ ông nội nó cất hồi đó thôi. Dạ. Mà cái nhà mình đây chắc cổ lâu lắm rồi phải không bà? Lâu rồi, mấy ông thấy năm xây mình theo phong cách rất là cổ. Rồi mấy năm trước còn ông nội nó bệnh đi thấy đau bắt ốc rồi nuôi ổng. Mấy năm nay Út nó chết rồi thì cô bác đi nhờ mấy nhỏ gái nó cho đồ sống. Dạ. Cũng khổ lắm chú ơi.
rồi giờ gặp cha nó nghèo khổ. Dạ. Chị mấy bữa nay có tiền mua sữa đồ cho mấy đứa nhỏ đây uống không? Dạ cũng cũng xin cũng nhờ vòng vòng họ cho á. Dạ chứ cũng không có đủ. Cũng ăn bột quầy bạ thêm. Thiếu lên thiếu xuống ha. Dạ cũng thiếu lên thiếu xuống, ăn bột quầy bạ thêm. Ăn thêm này ăn thêm dạ, kia. Dạ ăn bột. Mấy bé nó ăn được cơm dạ, đồ gì chưa? Chưa, ăn bột. Ăn dặm đồ dạ, được chưa? Chưa, ăn bột không à. Bịch bột qua năm của em bé hả? Dạ, bịch bột 50 ngàn ăn được 2-3 ngày vậy đó. Dặm thêm chứ không có tiền mua sữa không. Dạ. Nhưng mà hôm bữa em có đăng tải cái video của nhà mình á. Dạ. Thì có cô chú anh chị nói là mua cái sữa nó ít tiền lại một chút. Dạ. Nhưng hình như là một hộp sữa mà em hỏi bé Mơ á là nó mua là 305 hay sao á. Dạ. À, mình mua cái loại đó thì nó đỡ hơn. Dạ. Dạ chứ này, mình... dạ chiếc này em mua sữa đó lại. Ừ. Bị nó càng ngày càng lớn là uống nhiều lắm, lo không xiết. Nghe không? Dạ. Trời thương cả nhà, giờ ba đứa luôn mà nó uống uống sữa lắm. Dạ, uống sữa dữ lắm. Bởi vậy mới cho ăn dặm. Dạ. Dạ với nó phần mà phần cha nó phần nó mà có 2 tâm lưỡi anh sang. Xăng nó. Xăng nhớ. Bà nội đứng ở đây nói chuyện với con xíu bà nội. Dạ. Dạ. Là ảnh đi xe đó là xăng xe đồ cũng nhiều ha. Dạ, của mình không á, mà có la công thì mình lấy tiền thôi chứ xăng nhớt của mình không. Dạ. Dạ, sáng cũng mà một ngày ảnh làm được bao nhiêu chị? Có 2 tâm rưỡi nè. Mà sáng đi tới 5 2 tâm rưỡi mà tới 8 chuyến miệng ăn. Dạ, không có đủ. Không ta, chuyến miệng 9 người phải không? Dạ đúng rồi, 9 người. Dạ. Dạ nó hà tiền dạ, cũng là tháng 200 ngàn bánh trái rồi cho con nó ăn sáng được. Dạ. Đồ ăn rồi nhín nhín vậy cũng 200. Mà có nhiều cô chú anh chị nói sao mà nhà chị không nói chung là nghèo khó á. Mà sao mà sinh nhiều dữ vậy? Dạ. Dạ nó vuột vòng á. Má 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 có lại lấy hoạch gì? Dạ dạ. À có cái gì? Má má lại lấy giùm má. Giấy tờ rồi gì cả. Dạ. Giấy chích ngừa. À, thấy chú đang quay phim mà cười. Đây con trai của chị đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Kế út đúng không? Kế út, dạ kế hai đứa. Dạ. Kế hai đứa này. Dạ. Đó. Rồi 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 đứa trai lớn là đứa tèo đây hay đứa dạ, kia? Dạ dạ đứa tèo á. Tèo đây ha. Dạ dạ. Đó, rồi thêm hai người chị nữa. Dạ hai người chị. Đây nhỏ dễ thương. Thương quá à. Chích ngừa phải không? Con, ông bà thấy con dễ thương không? Dạ. Ôi trời. Trời. Từ bữa mà em quay á tới bây giờ là anh có việc thường xuyên không vậy? Dạ, ông đi mằn hôm nay á. À vậy dạ, cũng mừng ha. Anh đi về bữa là ông kiếm chuyện mằn liền á. Vậy dạ hả? Cũng kiếm chuyện mằn chứ. Hầu gần cũng có kiếm. Dạ kiếm hầu xa quá. Dạ. Đi mằn giờ đừng có nhậu nhẹt đường xa đường xe. Ôi nhà mình vậy mà còn nhậu nhẹt gì nữa. Bởi vì dạ, căn dặn con vậy nó sợ. Dạ. Đi về xe cộ luôn đêm ngon, có khi về tới nhà 5 giờ mấy, 6 giờ. Dạ. Yeah. Cả nhà có nghĩa là như thế này, đối với những người mà họ nghèo á, yeah, thì có một số người họ nghĩ là họ nghèo tiền, nghèo bạc, yeah, chứ người ta không có nghèo con. Dạ, yeah, đúng rồi. Yeah. Nhưng mà cũng có nhiều người là họ không ý thức được cái việc là sinh nhiều sẽ khổ. Dạ, yeah, khổ. Rồi yeah, cũng có nhiều người là bị vỡ kế hoạch. Dạ. À, là cũng có lạc dòng rồi nhưng mà tự nhiên nó có hồi nào cũng hay. Dạ nó vụt vào. Tới khi mình phát hiện thì nó đã nó bự, con dạ, đã lớn rồi. Dạ. Con này nó mình cũng bể kế hoạch. Dạ. Nó cũng đặt dòng rồi, cũng vậy sợ hả? Ngừa rồi. Dạ bể, cũng ngừa chứ. Dạ. Thành nó khờ nó không có biết. Dạ. Nó chừng có bầu bụng bự 5 tháng rồi tôi nói ủa sao nay con bụng bự dữ nó mới hai tôi không biết. Dạ. Bị đặt dòng á thì nó vụt dòng á. Dạ. Cũng vỡ kế hoạch chứ không có để đẻ hung. Dạ. Dạ. Thế bây giờ mình có cái cách nào để dạ 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 em đặt vòng lại còn đặt còn lại. Còn không đặt vòng lại chắc em tiệt sản luôn rồi. Ờ, em nghe nói là tiệt sản đó nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe dữ lắm dạ, dạ. Có hỏi hỏi bác sĩ chắc chắn đi đi vô dạ. Ừ. Hỏi bác sĩ rồi như thế nào làm sao cho nó an toàn dạ, chứ nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe dữ lắm. Yeah. Nhưng mà mình cũng phải tìm cách nào để mình giải quyết triệt để. Dạ. Chứ nếu yeah, không cứ đã khổ dài mà còn sinh nữa là khổ lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại nói gì nói chứ mình trẻ nhỏ dài là mình phải còn nhỏ còn phải chăm gì, phải dưỡng nào là ăn uống quần áo rồi sữa tã bỉm ha. Dạ. Rồi cái nữa là mình phải ở nhà chăm nữa chứ thì chứ nếu không là mình nuôi đâu có lớn khổ. Mình đâu có đi làm được đâu. Dạ.
Dạ, dạ em hỏi anh, sao cái vụ la tò này sao lâu dữ anh, tới 3 tháng. À cái đó em không biết ha. Dạ. Thì ông bà tại vì tình hồi trước á, khi bốn vô á, là trước đó là bốn nhận được thông tin á, là nói là bé Trinh là chồng đánh xong rồi tự tử. Dạ. Nhưng mà sau đó mới biết được đó là gia đình mới nói là do chồng đồ này nọ. Dạ. Thì đối với cái việc mà liên quan tới giết người, liên quan tới chính quyền đó là con xin phép không có quay. Dạ. Dạ. Con lỡ, tại vì khi bữa đó con vô là con thấy ba đứa nhỏ nó tội quá đi, nó nhỏ quá. Dạ. Thấy nó thương, mà lại anh đó thì cũng không đi làm được bao nhiêu hết, làm sao mà lo sửa đồ được. Dạ. Nên thôi con mới nói là thôi, con mới nghĩ là thôi kệ, mình quay lên rồi mong có cô chú anh chị nào đó là có thể giúp được ít nhiều gì đó. À, giúp được sửa tả biển gì đó cho bé, cho mấy bé. Dạ. Chứ thương mấy bé thôi, chứ còn nếu mà liên quan tới chính quyền đó là con không dám quay. Dạ. Tại rất dễ bị là công an phạt. Dạ. Tại vì những cái thông tin đó là mình chưa chắc đúng á. Dạ, đúng mình rồi. Chỉ nghe một bên mà chưa xác định được á. Dạ. Là rất có khả năng là nếu mà công an mà họ phát đó là con cũng bị phạt tiền á. Dạ. Nhiều lắm á. Chứ không ai ít đâu. Dạ. Nhưng mà thôi kệ, giờ thương mấy em nhỏ. Quay lên có ông bà này thương mấy em nhỏ, ủng hộ ít tiền gì đó, mua tả biển sửa cho mấy bé. Dạ. Giờ nhờ chính quyền xem xét, chứ giờ biết sao đâu có biết. Dạ, thì mấy cái đó là mình chờ bên chính quyền ha. Dạ. Chứ cũng bản thân bọn con đây thì con làm YouTube thì con cũng không biết cái đó. Dạ. Bởi vì dạ. Mình cũng có chính xác là rễ dạ. Giết, cũng không dám nói dạ, gì nữa. Dạ. Ờ, cái vấn đề đó thì mình không đề cập tới ha. Dạ. Dạ. Ờ, chị mình ẩm em vô trong nhà đi. Dạ, dạ, chứ dạ. Đứng về nó mỏi chân lắm rồi. Dạ. Để em gắn cái đây lại, em bé nó thấy cái đây á, nó lấy nó chơi nè. Dạ. Dạ, dạ. Chị vô nhà dạ, đi. Dạ em dạ, mời anh vô dạ, nhà. Dạ. Dạ. Đây cả nhà. Chưa. Quê lại nó như vậy cả nhà, mình đâu có tiền mà để mà đi ra ngoài. Còn mấy chỗ mà nghỉ địa tập trung để có thể mà chôn cất vậy có biết bao nhiêu nào đất ở đây nó cũng tốn tiền lắm, nên nó là gia đình đó là gọi là chôn bé ở đây. Đây là chỗ của bé Trinh nè đó. Thì cái mộ này là được bà chủ xưởng mà hồi trước bé với lại anh đồ làm gửi hình như 20 triệu phải không chị? Dạ. Đó là mới làm được cái, chứ nếu không là cũng không biết lấy tiền đâu mà để có thể là lo cái chỗ yên nghỉ cho bé. Đây cả nhà, hiện tại bé cũng mất chắc cũng được 2 tháng rồi hả chị? Dạ tháng mấy rồi? Tháng mấy rồi hả? Dạ tháng 10 bữa. À, vậy hả? Nhưng mà đèn, nhang đèn rồi vẫn đầy đủ cả nhà. Em xin phép em đốt cho bé cái nhang. Dạ 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 em cảm ơn dạ dạ. Dạ dạ. Để bốn tắt bốn đốt cái nhang nào nhang mà. Má má bạn dùng cái. Đấy là mình để xong rồi cái tàn nhang là nó rớt xuống. Dạ, nó rớt nó xuống. Trúng mấy cái tay ở phía dưới là nó cháy ha. Có nhiều cái là nó có cái điều kiện nó phật lên nó cháy, người ta cứ tưởng u ra chắc là hiện về. Dạ, không có, cái này là cũng tại em sơ ý. Dạ. Ông bà xưa nói mình trong khi mình chưa mà gần 3 tháng mình cháy vẫn ngon nó chứ. Vậy hả bà? Dạ. Dạ. Nó cả nhà ý bà nội nói là cái bát nhang đó nó bị phật lên nó cháy á, cái đó là do mình để cái tàn nhang nó rớt xuống nó cháy. Dạ. Thì cái việc đó là không nên. Dạ. Dạ. Mà hai em nhỏ đang ở trong đây hết chị? Dạ. Chuẩn bị ngủ hả? Dạ ngủ. À chị dạ. Chị dẫn em vô đấy xem thử hai dạ. Em nhỏ có khỏe không cho ông bà xem nữa nè. Mấy em nó có ngoáy không chị? Ban đêm nó có khóc không? Dạ, dạ nó khóc. Khóc hả? Dạ. Ờ, hai chị đang giữ em hả? Dạ. Dạ đứa này nó nằm một con. Chị. Dạ. Dạ, dạ không có quay. Bên đây bên còn ông ngoại nữa, ông ngoài trước á. À. Ông ngoài bé Hiên của chú Tám. Dạ, dạ. Bị trong đây nực quá. Trong đây nực quá. Đó. Vừa uống sữa vừa ngủ nè ông bà. Đây là con bé Kinh ha. Dạ con người chết á. Đó là cháu ngoại được rồi chị. Trời ơi nó vừa uống rồi, nó vừa lúc vừa ngủ rồi mà. Lấy quần cái thả chị ăn con. Thôi mình đi ra chị. Dạ dạ. Đi ra để cho bé nó. Dạ dạ dạ. Cho mình dạ. Nói chuyện ra. Dạ dạ. Nó không ngủ được có tội. Dạ còn đứa nó nằm cái riêng mà. Dạ.
Đó đó đó, đó 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 đó, vậy đó đó. Ủa là mới ngủ vậy hả? Dạ, dạ. Giờ thấy lạ nó biết. Mình lên kia đi kia bàn bàn học. Chứ mình để dưới đây để cho em biết khi nó ngủ chứ nó ồn ào em không ngủ không được. Là sao mà cho nó ngủ khác giờ khác nấy hả? Dạ dạ dạ, dạ cũng như nó buồn ngủ nào cho ngủ hồi nãy. Mẹ nó ngủ sớm rồi giờ nó vậy. Dạ dạ vậy. Đó hai ông bà em sinh đôi á. Dạ đúng rồi, sinh đôi á. Con ở chuồng nè, để chú bố về lấy cái gì che lại nè. À, em khóc rồi nè, tới sữa cho chị uống rồi, uống rồi. Dạ, bây giờ chuẩn bị cho nó ngủ ha. Dạ. Còn em đã mới ngủ dậy. Dạ. Trời ơi, lại ngủ khác giấc nhau khó nè. Dạ. Bữa nào mà cho ngủ cùng giấc đó luôn. Dạ. Để ví dụ như mình cho nó ngủ xong rồi cái mình để nó trên dẫn hay là để trên giường vậy cho nó ngủ á. Dạ. Xong rồi cái là mình đi làm cái việc mình dọn dẹp nhà cửa rồi được. Dạ. Chứ đứa này ngủ giấc này, đứa kia ngủ giấc kia dữ không ngủ. Dạ, dạ. Ừ. Không có thời gian để chăm được em. Dạ. Đó thì chị hôm bữa là em có quay video của gia đình mình á. Dạ. Xong sau đó là em có trích một cái số tiền ra thì trong đó có 500 ngàn là của cô Linda. Dạ. Thì em cũng về em báo cáo với mạnh thường quân là mình cũng có gửi cho hoàn cảnh này hoàn cảnh kia. Dạ. Thì cô Linda xem xong video rồi cô mới thấy thương quá. Dạ. Thương là thương ba đứa nhỏ dạ, đây nè. Dạ, dạ, đó. Dạ. Thì cô Linda mới nói là giờ mình không biết là cái chuyện người lớn nó như thế nào. Dạ. Mình không có thể nói được. Còn cái việc mà sinh đẻ đồ vỡ kế hoạch đó thì cái đó là không mong muốn đó, nên là thôi bây giờ là thương cho ba đứa nhỏ đó, nên là bây giờ là cô Linda mới nói với em là trích thêm 2,5 triệu ra nữa để gửi cho gia đình để mua sữa cho mấy bé gì đó. Ngoài ra thì em nhận thêm là 1 triệu nữa của cô Tám ở Vĩnh Long là tổng cộng là 3,5 triệu ha. Thì hôm nay em tới em thăm gia đình, em gửi cái số tiền đó cho chị nha. Dạ. Chị đếm lại giùm em là 3,5 triệu ha. Dạ cảm ơn. Chị đếm lại đã đó chị. Dạ con cảm ơn, dạ con cảm ơn cô Linda với trang sẻ cho ba đứa đó, cảm ơn. Em đi. Đi vô nào, vô cho em muốn đi cho đó. Đói xong rồi buồn ngủ. Dạ đói xong ngủ. Buồn ngủ á. Uống chưa? Dạ. Đó là chị cảm ơn cô Linda với lại cô Tám ở Vĩnh Long. Dạ dạ con cảm ơn cô Linda với cô Tám Vĩnh Long. Dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ. Con bà nội già con thay mặt vợ chồng nó cảm ơn cô Linda với cô Tám giờ sang sẻ cho cháu mà biết chừng nào mà trả ơn được thì cô cho cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dạ. Thì theo con nghĩ thì cô Linda ở Úc với lại cô Tám ở Vĩnh Long á, là giúp đỡ gia đình mình thì cũng không cầu mong được nhận lại. Dạ. Mà mong làm sao á, là cho là gia đình mình cố gắng để có thể là vượt qua cái đoạn thời gian khó khăn này. Dạ. Và cố gắng làm sao để có thể là chăm lo cho ba bé này là nó được tốt hơn và nó phát triển như những đứa trẻ khác. Dạ. Nó thành người, nó được đi học. Dạ. Giờ thì cũng mong là anh chị cố gắng nuôi ba bé này lớn một chút rồi cho nó đi nhà trẻ rồi hai vợ chồng lo đi làm. Dạ, dạ. Nó thêm mấy đứa con chị nó cũng bắt đầu lớn rồi nó cũng đi làm, nó cố gắng làm, ha. Dạ. Nhưng mà nói gì thì nói chứ chị là phụ nữ, chị ở nhà là chị cũng phải là thủ thủy rồi này nọ rồi chỉ dạy cho mấy đứa con gái mình. Dạ. Là nói nó là cố gắng là nếu mà có quen bạn trai đồ thì cũng phải từ từ. Dạ. Cũng phải lớn một chút cỡ 20, 25 đồ cái đoạn thời gian đó, cái đoạn tuổi đó thì hãy lấy chồng chứ đừng có lấy 16, 17, 18 tuổi. Dạ. Lấy chồng. Dạ. Lấy chồng sớm nó khổ lắm. Dạ, khổ. Nhưng mà lấy chồng muộn cũng không được. Dạ. Nhưng mà trong cái khoảng cỡ 20 tới 25 là nữ là lấy chồng cái đoạn thời gian đó là hợp lý rồi. Dạ. Đó, chứ đừng có để muộn quá mà cũng sớm quá cũng không được. Trời ơi, nói gì vậy trời? Và chú giúp đỡ con cháu mà dạy dỗ vậy, chú cũng rất cảm ơn chú nhiều. Dạ. Ở trong nhà có mấy em bé con gái đồ thì chỉ có mẹ thôi. Dạ. Ngày đêm mình nói thủ thỉ này nọ. Dạ. Để cho em nó biết, chứ bây giờ nó cũng có nghỉ học rồi mà, phải không chị? Dạ, nghỉ học. Nhà nghèo cũng đâu có tiền để cho đi học đâu cả nhà. Dạ.
Đó, biết đó là đi học đó là cũng có cái nghề này nọ. Dạ. Rồi là ra làm đồ này nọ chứ, nhưng mà bây giờ không có tiền cho đi học thì dở sao. Dạ. Ừ. Giờ trong nhà chỉ còn có một cô Út đây là được đi học ha. Dạ dạ. Con ơi, con trai ơi. Trai cả. Con lại đây nói chuyện với chú thế nè. Là gì? Con tên gì? Lại đây. Tên gì? Con năm nay là con vô lớp mấy? Mẫu giáo. Lớp 2. Lớp 2 hả? Phải không chị? Mẫu giáo. Mẫu giáo hả? Trời cha, ở trong nhà được có mình con đi học á. Dạ. Ba mẹ có mua sách vở quần áo gì cho con chưa? Dạ. Chưa hả? Ngay luôn rồi. Giờ sao đi học ta, chuẩn bị đi học cũng rồi đó. Mày xin quần áo hay là sao chị? À, dạ em xin quần áo. Cô bác không phải cho đồ. Chứ không có tiền mà mua quần áo nữa. Còn cặp sách là hôm nay Mạnh Thường Quân đồ quên xa rồi á. Dạ cũng cho chứ em dạ. Nói thiệt em không có tiền. Chính mặt. Quyền địa phương được dạ. Bên hội phụ nữ chắc họ cũng quan tâm ha. Dạ, cho dạ. Tiền dạ. Ở cái nhà của anh chị ấy làm bằng cái tôn gì, cái tôn này kêu cái tôn gì ta? Cái tôn gì má? Có biết cái đâu. Tôn gì xi măng hay măng rôn gì đó. Cái này nó rất là dạ, nó rất là nóng luôn. Dạ, nó đứng nóng quá. Chút mình nó nóng dạ, luôn. Nóng đụng mà ai chọi đất lên là nó bể. Vậy đâu hả bà? Dạ đâu có tiền đâu mua mà cái tôn kia mua cái tôn này lại. Dạ. Ồ là chọi đất chọi đá lên là nó lủng liền đó hả? Lũng. Cái năm ở nhà nước cho. Dạ, dạ. Dạ, dạ, nhà này nhà nước cho chứ hồi đó nhà em ở như đâu có đủ ăn. Như nói anh có giếm hay Mạnh Thường Quân có thương dạ. Như cái chuồng dịch vậy. La vô chèm nhẹp chèm em mà. Vậy hả? Dạ. Là hồi trước á. Dạ hồi trước á, thì nhà nước thấy nghèo quá nhà nước cho cái nhà thôi, mấy năm nay chứ cũng ở sập xệ gì chứ đâu có tiền mà cắt nổi nhà vậy. Dạ. Nay mưa dạ. Vậy còn tàn về vô quá là. Mà chị cho em hỏi là lâu nay bé nó có về báo mộng gì nữa không chị? Dạ nó em thấy nó ngày nào cũng thấy nhưng mà thấy nó đi qua lại nó cũng hỏi này hỏi kia vậy. Dạ nó cũng hỏi mẹ ăn cơm đồ này chưa nó cũng hỏi. À hỏi mấy cái chuyện trong dạ, gia đình dạ, ăn dạ, cơm đồ dạ, chưa. Dạ ý gì mà nó điện thành phố nó điện dạ. Về cho em hàng ngày anh hỏi vậy đó. Tắt tay ra lực quý. Hai em là lấy hương là thắp nhang cho chị nè. Có thắp không? Đó không biết con trái nữa con. Bình thường có hay thắp không? Có chứ hồi nào cũng xuống đó. Bắt đốt giùm. Tắt ở đây quẹt làm tắt cái đèn rồi đó. Lấy ra lẹ. Lấy ra con để. Có biết lấy không? Có biết đốt không? Không chứ giờ có kinh nghiệm đâu có gã sớm mà làm bị bằng xa nó không làm mà khổ. Giờ nhỏ nhỏ để lớn lên từ năm mấy tuổi 20 tuổi gã nhỏ nhỏ gì đã. Cầm cái nhang từ từ chứ không đâm trúng tay anh bây giờ. Rồi hai để từ từ anh đốt xong hai anh em giái đi nha. Rồi hai người đứng xếp hàng giái đi. Rồi xếp hàng vô xích quanh phía kia nữa. Xe vô kia, xe vô kia chứ đâu xe tới đây vậy rồi. Xe vô. Ừ. À hồi nãy giái rồi ông bà ơi, hồi nãy con giái rồi mà. Rồi đưa anh gánh lên giùm cho. Đưa anh cắm giùm cho. Rồi anh cắm vô giùm em ha. Cũng như em thấy nó hàng ngày cũng như nó hỏi y xì mà tới thành phố điện về hỏi mẹ ăn cơm nào chưa vậy đó. Vậy hả? Dạ. Ngày nào? Dạ. Mà gần như ngày nào cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi dạ, ngày nào cũng ủa như vậy. Dạ. Có đêm nó rủ mẹ ơi đi đám giỗ. Mẹ ơi đám giỗ không? Con dẫn mẹ đêm giỗ. Ủa trời. Dạ. Đám giỗ ở đâu? Đám giỗ trong nhà nội, nó hỏi mẹ đám giỗ trong nhà nội hả? Nhưng mà đúng ngày không chị? Dạ, trong đây nè. Ý là nhà ngoài. Đâu nhà mình đám giỗ là tối về nó nhắc luôn hả? Dạ. Ủa trời ơi. Dạ nó cũng lên mắt con đùm đeo đâu có đi được dạ. Vậy là có khi là nhiều khi là ban ngày chị suy nghĩ rồi ban đêm dạ, chị mơ thấy dạ. Vậy đó. Vậy chứ em với mà Mạnh Thường Quân thương vậy nè, kiểu thương có nước ổng ngồi trên xe có cứu chở nó về á. Thôi cái đó ám ảnh hoài. Ủa giờ nói cho nhà mình nghèo có nhiều cái mình cũng không biết. Dạ không biết. Rồi bây giờ dạ. Mắt con thì mình cũng dạ, đau cũng dạ. Sót vậy thôi giờ đau biết lòng. Sao chơi nghĩ con. Nghĩ cái mới nó nói chuyện với em mới đi ngày hôm qua cái bữa nay nghe nó chát reo rồi dạ. Trong cứ em nghe nó thắt nó chót rồi cái em dán trời với Phật cho con nó thở được. Cứ nghe thành phố mà điện về em rung từ miếng thịt tới tân rốt cuộc cũng không khổ lắm chú ơi, từ ngày gả mà tới chừng năm tới tháng mà gần giáp năm mà chồng với bà chồng không cho về, nhớ mẹ mà không cho về
Nói chung vậy nè, ngày nào nó cũng điện em, nó nhớ mẹ nhớ nhà mà không có về được. Cưới rồi là mới gặp mặt luôn, nữa này vậy à, con rồi vậy thì xa tôi đâu có đi lên phố mà tao nói được. Dạ. Nghèo nó khổ thôi. Con đi lấy chồng xa. Dạ em cứ ám ảnh. Cha mẹ nhớ con, dạ. Nhưng mà bây giờ một khoảng thời gian đó thì lại nghe cái tin dữ. Dạ. Con mình mất đi. Dạ 12 giờ, 12 giờ mấy là em trong nó đặng điện về, 12 giờ mấy là chồng nó đem điện thoại về cho nó, đặng trong nó điện về. Là cũng không có điện thoại luôn dạ, hả? Không, dạ. Trời ơi. Tội nghiệp nó cứ chờ chồng nó đi, đặng đem điện thoại về điện về cho mẹ. Từ ngày cưới là ngày mất tháng 6, đám cưới tháng 6 mà tới tháng 6 mà mất nó không thấy mặt luôn, không về thăm luôn. Là từ cái hồi mà đám cưới tới khi mà mất luôn là giáp năm ấy. Là không thấy mặt luôn hả bà? Gã con cáo, gã con cáo luôn. Trời đất ơi. Bởi vậy con nhớ không thấy mặt. Bởi vậy em nhớ nó giữ trời đó. Là từ cái hồi mà đám cưới tới với, tới khi mất đó là chị chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, dạ. Chứ chưa về ra được, dạ. Lần nào hả? Dạ. Nói chuyện qua điện thoại không à? Cứ thế ông chồng em sắp về cái em hỏi con có về thăm mẹ không? Có nó nói chưa có về được, chưa có về được, cô hoài vậy. Vậy hả? Dạ. Ông rồi, chồng em tùm tết nó nặng về mấy lần, còn nó đâu đi theo về, nó đâu có tiền đâu về. Chết mà tặng mấy tay mặt dạ. Con cháu chứ hồi mà bây giờ là em không có, không có liên lạc, cũng như là không có nói chuyện với nó, cũng như nói chuyện qua điện thoại thôi. Dạ, dạ. Không có nó có về đây dạ. Ở chợ rẫy ta trang rẻ cho cái thọ mà cha nó tính là tặng, là tặng là bà nội với mẹ nó đồ không thấy mặt, nó đem về đây tặng không thấy mặt. Dạ. Em cứ ngày nào cũng mơ nằm thấy nó cứ hỏi này hỏi kia, hỏi y si mà hỏi tên thành phố điện về cho em vậy. Hỏi sáng mẹ có tiền không, hồi này kia nó cũng hỏi vậy. Mà ngày nào chị cũng mơ vậy. Dạ ngày nào cũng thấy, hồi tối này cũng thấy nó ẵm con đó nữa. Vậy hả? Dạ đêm cái em khiều cũng thu nó mới thấy thông tin đó không. Nó ẵm con nó qua lại nhà mình. Mà ngày nào nó cũng cho thấy nữa. Nhiều khi là bé khi mà bé mất đi á cái mà băn khoăn nhất, cái mà bé gọi là bận tâm nhất khi mà bé mất đi là người con. Dạ. Nên là gần như tối nào cũng về. Dạ. Dạ đúng rồi, về thăm nó con, về ẩm con vậy đó. Dạ đúng rồi. Thương cả nhà. Mình nghe là mình sợ. Chứ nhưng mà mình nghĩ là thương, cũng thương. Thương, dạ thương. Rất là thương. Bà nói gì nôi, đáng giữ cháu đừng ngon ngủ, nó tội nghiệp mẹ nó về thân nó, ba giữ đàng hoàng cũng phụ hộ cái đây. Ừ. Sao con nói tới cái chuyện này á, con thấy bà nội rưng rưng nước mắt không bà nội? Ờ, từ ngày gã mà tới chừng mà nó chết về đây mới tặng mới thấy mặt nó, mới tắm rửa mới thấy mặt. Thương nhớ cháu mà không có gặp con cháu. Khi mà cháu mình đi á là mình thấy mặt, mà tới khi là về thì lại thấy nó nằm như vậy. Xót lắm bà ha. Lúc gã thì thấy cháu rể nó cũng đàng hoàng chứ đâu có ngờ nó vậy đâu chú. Dạ. Dạ nó chơi nói chuyện với em nó rất là lịch sự, là thưa mẹ, thưa mẹ, mà nói tiếng 10 tiếng là thưa mẹ. Mẹ em đâu có ngờ là nó quýnh chết con em không vậy. Dạ. Cái gì mà nó cũng thương. Phải nói cháu nội tốt, từ ngày mà nó lớn lên tới lớn nó đi mần, nó cha dắt đi mần, nó chưa biết làm mà nội chú. Dù trời đi. Thương lắm, nó hiền dữ lắm. Mà không biết tiếng vô làm sao mà nó cháu đi vậy khổ. Trong tòa giải quyết thử coi nó làm sao mà không thấy mong mỏi. Để như nghèo quá nghèo rồi. Dạ. Trong khi mà nhập viện không có tiền đóng viện nữa, nó có đâu mà tiền mà lo sang sẻ cho mấy ông khám thi đó. Nghèo nó dở xứ. Mình cũng đâu có tiền để cho người ta có thể là làm cho nó đàng hoàng đâu bà. Cha nó về kể lời nói, trong khi người ta nhập viện đâu có tiền đóng viện đó, là bác sĩ sang sót thường, còn nó cũng lăn cũng lóc chưa có sang sót bị cái tiền đóng viện đó. Dạ. Anh nghĩ cái ông Thu đưa đi á, là vòng vòng xưởng á, người cho vài trăm góp lại, chứ bữa mà con Trinh nó bị đánh rồi á, ông Thu chỉ có vài trăm ngàn trong mình cha con ăn thôi, ông có vài trăm ngàn, chừng 500 ngàn tới lại rồi đâu có tiền nghe con vậy á, liền liền mà bà cô rồi cho tiền thêm á, bà cô là ông chủ ông Thu á, cho được dạ. Cho được 5 triệu với vòng vòng cho được vài triệu đem lại con. Ôi chồng à, cũng có. Cũng có cái cô mà chủ xưởng chỗ làm đó, cô cũng tốt bụng ha, giúp cái này giúp cái kia hết mức. Nhưng mà nếu không có cô đó là mình không biết là
chôn bé như thế nào, dạ, là mồ mả ra sao luôn, dạ, chứ rồi, đâu rồi, phải dạ, đâu. Dạ, dạ. Nói vậy thôi chứ thiệt ra 20 triệu rất là lớn. Rất là lớn, dạ, đối với họ là nhỏ chứ nó gia đình em là rất là lớn. Dạ. Đâu mất mặn gì có. Đâu có làm gì dạ, ra tiền đâu. Mặn hồ nó lời cần cái lấy về ăn gạo luôn ăn rồi. Đâu có dư đâu mà cầm cũng bạc may là con. Cũng may ở nhà mình là có đất. Dạ, mình chôn ở đất này. Mà phải trong khi mà cháu nó chết nhà trọ vậy, biết cha nhà trọ mà có bà nội đó chú. Dạ. Bà nội tri hô lên công an phường loại chứng cớ của nàng con cứ nó khờ thất bại, không có tri hô lên ăn gì nó chết đó. Dạ. Rồi không có chứng kế gì hết. Dạ. Có gì đâu thất bại vậy. À, bà ngoại, tại vì trước khi mà con vô đây á, bà dạ, nội chứ trước khi mà con vô đây á là con cũng có hỏi thăm hàng xóm rồi. Dạ. Cũng cái này là con cũng nói là bà nội đừng buồn ha. Dạ. Là con nghe ông bà cô bác ở gần đây nói là hình như anh nhà mình cũng hơi khờ đúng không bà? Khờ, vợ cũng khờ luôn. Vợ cũng hơi khờ dạ, ha. Cũng như hồi hai người gặp nhau chứ cũng đâu, con này khờ cũng đâu có đi nói cưới thằng này, nó bệnh rồi viêm não đó nó khờ nữa. Ảnh là hồi trước bị viêm não. Bị viêm não á. Rồi tôi đi nuôi cả tháng trời vậy rồi sao nó tỉnh lại sao nó mới gặp con này. Dạ. Cái cha nó chưa định cưới vợ, rồi gặp hai đứa sáp lại thấy thương quá rồi thôi cho nó về sáp ở luôn. Dạ. Thành ra hai đứa nó hơi khờ khờ. Đấy hả? À. Mà cũng may là nhà bà nội cũng ở ngay chỗ đây nên dạ, có gì đây, bà chỉ bảo rồi làm này làm kia ha. Đất này cũng hưởng bà nội nó rồi cho đứa Khuỳnh ở à. Dạ. Không, bây đất, giờ ở dạ, trong gia đình thì bây giờ bà lớn nhất rồi, bà nội là lớn nhất rồi, bà cũng trông nom một con cái đồ này nọ, chỉ dạy đồ này nọ làm ăn. Chứ nói chứ anh chị thì bị cái đó thì cũng hơi khó cả nha. Tại lúc mà con vô con nói chuyện đó là con cảm giác được rồi. Đó, có nhiều cô chú anh chị nói con để ý, con cũng có cảm giác vậy nhưng mà kiểu nói chứ mình cũng không dám nói thẳng ra. Con tôi nó bệnh vậy rồi nó cũng khờ khờ, nhầm khi nó nói dạ, cũng quá lời rồi mới xuống khuyên dứt vợ chồng, nó đâu có dám cho để cãi giả đâu. Dạ. Đó, biết ý nhà, con mình rồi. Chứ nói chứ tự nhiên mình mới vô nhà của anh chị mà mình hỏi anh chị có bị cái này cái kia không sao mà được. Nó cũng khó. Dạ. Nó thôi được rồi chị ạ. À, bà nội thì hôm nay con tới con thăm gia đình ha, con thăm ba bé rồi con gửi cái tình thương của ông bà cô chú ở trên cộng đồng mạng gửi tới gia đình mình ha. Con chúc cho gia đình mình là luôn dồi dào sức khỏe và bình an nha. Dạ. Chúc nội mạnh khỏe nha nội. Con cũng dạ, cầu chúc chú đi thuận lợi được mạnh khỏe được. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Thì lời thăm hai cô mà cho tiền vợ chồng nó nuôi cháu á, cũng có cảm ơn nhiều. Dạ. Thì bố cũng xin gửi lời cảm ơn tới cô Linda. Dạ. Là cái người mà tin tưởng ở bố đã gửi một cái số tiền rất lớn vô trong cái số quỹ của con để con có thể tới những cái hoàn cảnh khó khăn con gửi cho mỗi gia đình một ít vậy đó. Dạ. Để gửi cái tình thương của cộng đồng tới cho hoàn cảnh. Dạ. Nhờ đó, chú thay mặt đường cũng như chú sang thẻ xuống ra cho cháu như vậy cũng cảm ơn nhiều, không biết chừng dạ, nào mà gặp cổ cháu có dạ, gặp đâu. Rồi bố cũng xin gửi lời cảm ơn tới cô Tám ở Vĩnh Long. Dạ. Cô Tám ở Vĩnh Long cũng có gửi 1 triệu tới gia đình của mình. Chúc cho hai cô là luôn luôn dồi dào sức khỏe và bình an, thành công ở trên mọi mặt, thành công ở trên cái con đường của mình để có thể là tiếp tục cống hiến cho đời. Đó. Nhờ chú thay thế dựng về cảm ơn cô Tám Vĩnh Long với cô dạ, cô Minh Đa vậy. Dạ. Dạ. Con sẽ chuyển lời. Dạ. Dạ. Thường thường dạ, con khi mà con quay con gửi tiền xong đó là con sẽ làm video xong rồi con sẽ gửi cái video cho dạ, Mạnh Thường Quân dạ, để mình y như là một cái báo cáo vậy bà nội dạ, để cho Mạnh Thường Quân là xem được vui cùng vậy đó. Thôi bây giờ bố xin phép kết thúc video tại đây nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, hẹn gặp lại ở video lần sau.